Trong buổi tối hôm nay, tôi muốn các bạn học cùng tôi với một thông điệp rất là quen thuộc trong Kinh Thánh, sách Roma đoạn 1 câu 17. Và sau đó, tôi muốn chúng ta lật sang sách Galati chương 6, nơi mà sứ đồ Phaolô đang giải thích ý của ông muốn nói ở Roma đoạn 1 câu 17. Đây là câu Kinh Thánh đã làm rung chuyển toàn bộ châu Âu 500 năm trước đây, khi Martin Luther phát hiện ra điều này và được bày tỏ với ông ấy một cách đầy quyền năng. Tôi có một vinh dự lớn để phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 500 của Martin Luther. Chỉ vài năm trước, và tôi giảng Kinh Thánh ở thành phố Westenburg, đó thực sự là một vinh dự lớn lao dành cho tôi. Và đây là chương đầu tiên của sách Roma, câu thứ 17. Nói, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin. Như có lời chép, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Người công chính sẽ sống bởi đức tin, không phải bởi sự tốt lành của việc làm, cũng không phải bởi việc của chúng ta, nhưng bởi đức tin. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không phải việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình. Bây giờ chúng ta lật sang sách Galati chương 6. Chương 5 là một chương rất tuyệt vời. Và ở chương 6 có một vài điều mà tôi muốn chia sẻ. Tôi chưa từng giảng về phân đoạn Kinh Thánh này. Đoạn Kinh Thánh bắt đầu với câu 7: đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo trong xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng người gieo cho Đức Thánh Linh sẽ bởi Đức Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Buổi tối hôm nay tôi muốn nói về việc gieo giống và gặt hái. Tôi đã chú ý khi chúng tôi đến vùng đất nông nghiệp tươi tốt ở đây, thung lũng sông Hồng này, tôi đoán không có khu vực nào giống như nơi này ở Hoa Kỳ. Tôi đã từng đến thành phố ở bang Nevada, dừng chân ở thành phố và tôi đã đi nhiều thành phố ở Tây Bắc và quay trở lại đây vào những năm 40. Chúng tôi đã đi nhiều thành phố và dừng chân, và tôi ngắm nhìn vùng đất này và thường ngạc nhiên về sự tươi tốt ở vùng đất này. Chúc mừng bạn, ông bà, cha mẹ bạn đã đến đây và định cư tại đây, bởi vì nơi đây trở thành một trong những khu vực tuyệt vời nhất của toàn bộ đất nước Hoa Kỳ. Tạp chí Time 2 năm trước đã nói rằng có 3 bộ phim đề cập đến nông trại. Một bộ phim đồng quê với diễn viên chính là Gina và vùng đất trong trái tim. Sau đó một bộ phim dòng sông được sản xuất cùng năm. Chúng ta đã đọc rất nhiều về các vấn đề nông nghiệp ở Mỹ. Tôi không nghĩ chúng ảnh hưởng đến thung lũng sông Hồng ở đây, nhưng những vấn đề này ảnh hưởng đến khu vực ở Mỹ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một trang trại, và tôi đã đọc biết về gia đình bị mất những mùa vụ trong trang trại. Tôi đã được nuôi lớn trong một trang trại, trong một gia đình làm nông, và tôi còn nhớ những ngày của những năm 1920-1930, giai đoạn đại suy thoái kinh tế, khi mà không có mưa, và gia đình chúng tôi đã cầu nguyện cho mưa, vì chúng tôi đã trồng lúa mì, lúa mạch và ngũ cốc. Gia đình tôi đã trồng, nhưng chúng tôi có trồng những loại cây khác mà bạn biết. Sau đó bố tôi có một trang trại nhỏ, bố tôi trồng các loại rau củ, sau đó là nuôi bò sữa. Và khi 7 đến 8 tuổi, mỗi buổi sáng tôi đã thức dậy từ 3 giờ sáng để vắt bò sữa, và khi tôi học trung học, tôi phải vắt lấy sữa 20 con bò mỗi buổi sáng, và khi trở về nhà thì tôi cũng phải làm như vậy, nên tôi biết một chút về nông nghiệp. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói rất nhiều về công việc của nhà nông và việc trồng trọt. Thực sự chúng ta đã đọc rất nhiều về nỗi đau đớn nạn đói ở những nơi như Ethiopia ở châu Phi. Châu Phi không thể trồng đủ lương thực. 20 năm trong số 50 quốc gia của châu Phi đang bên bờ vực của nạn đói. Chúng tôi đã làm tất cả những gì chúng tôi cố gắng để cung cấp thức ăn cho họ. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta cần phải yêu thương người lân cận như yêu thương chính mình. Người lân cận của chúng ta là người châu Phi. Người lân cận của chúng ta là những người Mỹ Latin, người Hàn Quốc, nơi mà những bạo loạn chính trị đang diễn ra. Cả thế giới là láng giềng nhưng chưa trở thành những anh em thực sự với nhau. Và đó là những vấn đề lớn, nhưng chúng ta có một trách nhiệm, không chỉ với cuộc sống bên cạnh, không chỉ với những người ở trong nhà thờ của chúng ta, không chỉ với những người ở nơi làm việc của chúng ta. Và chúng ta phải có trách nhiệm những người đang có nhu cầu cần được giúp đỡ. Đó có thể là nhu cầu về đạo đức, nhu cầu thuộc thể hay nhu cầu về thuộc linh.
Các tờ báo cách đây vài năm đã đăng nhiều các bài báo về công nghệ sinh học. Và chúng ta được biết rằng chúng ta đang ở trong cái quá trình sản xuất ra những con bò khổng lồ lớn như con voi. Những con bò sẽ cho ra những thùng sữa lớn, và tôi không thể tưởng tượng được bố tôi sẽ nghĩ gì khi ông thấy một con bò sữa lớn to dường nào và cho nhiều sữa. Nhưng đó là đất nước của chúng ta đang phát triển. Chúng ta đang được thông báo là nông dân Hoa Kỳ đang sản xuất gấp 10 lần so với hiện nay. Và chúng ta đang sản xuất, tôi tin tưởng rằng trong Kinh Thánh có 5 quy luật cho việc gieo, giống và gặt hái. Quy luật thứ nhất, bạn cần phải gieo gặt hạt để có. Và ở Trung Quốc, một hạt giống 2.000 năm tuổi đã lấy từ một ngôi mộ cổ. Ngày nay chúng đang nảy mầm và lớn lên thành cà chua. Mặc dù chúng đã có cách đây 2.000 năm, nhưng phải đến khi chúng được gieo thì chúng mới có thể tạo ra một mùa vụ gặt hái. Chúng ta phải gieo để được gặt. Trong sách OC nói hãy gieo cho chính mình sự công bình. Hãy suy nghĩ về đó, gieo trong sự tốt lành, gieo trong sự công bình, gặt trong sự thương xót. Nếu các bạn gieo giống cho sự công bình, sống một cuộc đời đẹp đẽ và đặt đức tin mạnh mẽ vào Đấng Christ, bạn sẽ gặt lấy sự thương xót của Chúa, nhờ vào ân điển của Chúa và có được sự cứu rỗi. Kinh Thánh có chép, vì đây là thời điểm tìm kiếm Chúa cho tới khi Ngài trở lại và tể trị sự công chính trên anh em. Sự công chính có tể trị bạn, bởi trừ khi bạn mặc bộ đồ của Chúa, và bộ đồ này đó là sự công chính được cung cấp bởi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của bạn. Chúng ta có một thập tự giá trên mỗi nhà thờ, và chúng ta bất kể hệ phái của chúng ta là gì, chúng ta đều đồng ý một điều, đó là thập tự giá là trung tâm của Cơ Đốc giáo. Trên cây thập tự giá, Chúa Giêsu đã bị treo lên vì tội lỗi của chúng ta và chết cho chúng ta. Ngài ban cho bạn sự công chính mà bạn không thể tự cung cấp cho chính mình được. Trong sách Thi Thiên 126 câu 5 nói, những người nào gieo giống trong giọt lệ sẽ gặt hái trong nước mắt. Chúa Giêsu, Đấng Jesus Christ đã chết trên thập tự giá, chúng ta có thể có niềm vui trong sự cứu rỗi. Bây giờ nếu bạn muốn trở thành một luật sư hoặc một bác sĩ, một nhà khoa học hoặc giáo sư, bạn phải dành nhiều năm để nghiên cứu. Bạn gieo hạt trong việc học tập và bạn gặt hái một nghề chuyên môn. Có một người đàn ông sống ở quảng trường thời đại New York, và anh ấy là một thanh niên, và anh ấy hỏi làm thế nào để tôi đến được Capre. Và thanh niên trẻ với bộ râu dài đã nói chuyện là phải luyện tập và luyện tập chăm chỉ. Và để trở thành nhạc sĩ vĩ đại như Parves, bạn phải luyện tập một cách đầy đam mê và không ngừng nghỉ. Bạn gặt lấy sự xuất sắc nếu bạn gieo nó trong nỗ lực. Bạn cần phải gieo giống để có thể gặt. Bạn đã từng gieo hạt những việc tốt lành chưa? Bạn đã gieo hạt trong sự ăn năn chưa? Bạn đã gieo hạt trong đức tin chưa? Bạn đã gieo hạt trong việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, đi nhà thờ một cách trung tín chưa? Bạn đã gieo hạt để có thể gặt được ân điển và sự thông xót của Chúa hay chưa? Bạn đã gieo trong sự hoang dại giống như nhiều người đã làm? Bạn đã từng gieo những điều thỏa mãn dục vọng, thú vui chưa? Một ngày nào đó bạn sẽ gặt lấy tất cả những điều bạn đã gieo. Quy luật thứ hai, nếu bạn gieo, bạn sẽ gặt. Mỗi người đều là một người gieo giống và người gặt hái. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng ma quỷ là kẻ lừa dối. Và trong sách Galati chương 6 nói đừng để bị cám dỗ. Nhiều người trong các bạn đã bị lừa dối. Người nào gieo vào xác thịt, đó là tư dục, ma túy, quan hệ tình dục sai trái, uống quá nhiều rượu, thì xác thịt sẽ gặt lấy sự hư nát. Những cái chết của những người nổi tiếng do ma túy mà chúng ta liên tục đọc, AIDS, HIV đang càn quét khắp nước Mỹ, và ngày nay chúng ta chưa biết đến phương pháp chữa trị. Chúng ta hy vọng sẽ tìm được một phương pháp chữa trị. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật qua điện thoại vài tuần trước. Ông ấy đã nói với tôi qua điện thoại một số điều mà chúng ta hiện đang đọc trên báo. Điều gì đã xảy ra do hậu quả của AIDS, và chúng ta không còn nghe nhiều về bệnh truyền nhiễm Harper, căn bệnh chưa từng, vẫn chưa dừng lại.
canh bệnh đang ảnh hưởng tới nhiều người Mỹ, và ngay bây giờ canh bệnh này mà là một kẻ giết người. Và sau đó có nhiều canh bệnh khác tương tự như bệnh Harper trong sách Châm Ngôn chương 6. Kẻ gian ác gây bất hòa thì tai họa sẽ ập đến bất ngờ. Kẻ gian ác sẽ bị bẻ gãy một cách bất ngờ. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng nếu chúng ta tiếp tục kiểu sống sai trái, chúng ta sẽ bị hủy diệt. Chúng ta sẽ gặt lấy những điều chúng ta gieo. Nhà hóa học Henry Ward với những người bạn lâu năm trong nghề gặt nói rằng mặc dù cối xay của Chúa chậm nhưng mà cối xay này thành ra những hạt rất mịn. Bạn còn nhớ Cain đã trở nên đố kỵ với người em là Abel, và ông ấy đã giết người em trong cơn ghen tức và thịnh nộ. Cain đã trở thành kẻ giết người, và đó là cuộc chiến đầu tiên đã xảy ra trong vườn địa đàng. Nhiều người nói, ồ, nếu chúng ta chỉ cần thay đổi xã hội, nếu chúng ta tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, nếu chúng ta tiêu nhiều tiền hơn, nếu tất cả mọi người đều có điều họ muốn, chúng ta sẽ sản xuất ra một con người mới. Đây là điều Marx chiết và Marx đã dạy. Đây là điều mà nhà cách mạng Lenin tin tưởng một cách mạnh mẽ. Ông ấy tin rằng cuối cùng họ sẽ tạo ra một con người mới. Nhưng chúng ta đã sống đủ lâu để biết rằng những điều trên chưa từng tạo ra một con người mới. Người duy nhất có thể tạo ra một con người mới đó là người đã nói con phải được sinh lại. Điều này không có nghĩa sinh lại bằng thuộc thể. Câu nói này có nghĩa là bạn phải được tái sinh từ thiên thượng, cũng giống như bạn được sinh ra trong thế giới vật chất và sinh ra từ bụng mẹ. Bạn phải được sinh ra trong thế giới thuộc linh, và theo một nghĩa nào đó bạn được sinh ra lần hai. Bạn còn nhớ Samson trong Kinh Thánh không? Samson sa ngã bởi ánh mắt thèm muốn tư dục, và người Pha-ri-tin đã móc mắt của Samson ra. Haman dựng lên thánh giá để treo cổ Maccabe, nhưng chính ông ấy đã bị thánh giá đó treo cổ. Ông ấy đã gieo và ông ấy đã gặt hậu quả. Esther lên ngôi và cứu dân Do Thái khỏi bị diệt vong. Những kẻ tố cáo Daniel bị quăng vào hang sư tử. Nơi mà họ đã quăng Daniel vào hang, bạn sẽ gặt lấy điều đó. Và trong lịch sử chúng ta có nhiều ví dụ minh chứng. Tướng Max Steele, người đã xây dựng một cây cầu giả, và kết quả là ông đã bị dìm chết. Vua Ba Non đã bắt giữ và thiêu sống rất nhiều cơ đốc nhân trên biển. Chính ông ấy bị người Vi Rốt thiêu sống và phải bỏ chạy tới một ngôi nhà nhỏ. Vua Alexander Đại Đế bị đầu độc. Đúng như vậy, bạn sẽ gặt điều và bạn gieo. Quy luật thứ ba, bạn sẽ gặt lấy điều bạn gieo. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Trong sách Dân Số Ký 32, hãy chắc rằng tội lỗi của các con sẽ bị phơi bày. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tôi là một tội nhân, bạn cũng là một tội nhân. Kinh Thánh chết rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tội lỗi nghĩa là phá vỡ luật của Chúa, phá vỡ 10 điều răn. Và Kinh Thánh có chép, nếu con phá bỏ một trong những điều răn, con sẽ phạm tội trong tất cả các điều răn. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội và chúng ta đều đã vi phạm điều răn của Chúa. Chúng ta đều cần sự thương xót, ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi chắc chắn rằng tội lỗi của bạn sẽ bị phơi bày. Bất cứ tội lỗi nào bạn từng phạm phải đều sẽ bị phơi bày ra, dù là ở trong cuộc sống hay là trong ngày phán xét của Chúa. Ở một nơi nào đó, mọi tội lỗi nhỏ và tội lỗi lớn của bạn sẽ bị phơi bày ra. Các bạn còn nhớ những đoạn băng cassette ghi lại trong vụ Watergate? Hậu quả của những cuộn băng này với Tổng thống Nixon. Ngài không chỉ ghi lại tất cả hành động của chúng ta, Chúa có cuộn băng ghi lại, nhưng còn ghi lại tất cả suy nghĩ lời nói của chúng ta. Tất cả những dự định của chúng ta cũng đều được ghi lại. Ngày nay con người có những thiết bị nghe nén rất là tinh xảo. Tôi được biết có một người đàn ông có thể ngồi trên một ngọn núi đối diện và sống, và anh ấy có thể nghe được những gì chúng ta nói trong khách sạn qua những tấm kính. Anh ấy ở cách xa nhà tôi khoảng 2 đến 3 dặm. Chúng tôi cũng được nói đến. Những cuộc hội thoại ở thủ đô Washington cũng có thể bị nghe nén bởi những thiết bị hiện đại. Có thể bị nghe nén bởi những con tàu cách xa 10, 50, 20 dặm ở ngoài đại dương. Thực sự nếu con người có thể phát triển những thiết bị như thế, vậy Chúa thì sao?
hay những tín hiệu của chúng ta được truyền lên các vệ tinh. Sau đó các tín hiệu đó được truyền xuống ngay lập tức trong vòng 1 phần 100 giây. Tín hiệu có thể truyền thông tin tới màn hình và có thể đến từ Ấn Độ hoặc Nhật Bản hoặc một số nơi khác. Vậy còn Chúa thì sao? Ngài chưa từng quên bất cứ điều gì trong cuộc đời của bạn. Từ ngày bạn sinh ra tới ngày bạn ra đi, mọi thứ ở đó và tất cả đều được ghi lại. Bạn có lẽ muốn từ chối tất cả, bạn nói ôi Chúa không phải là như vậy, Chúa như Chúa nghĩ đâu, nhưng mà tất cả Chúa có sự lựa chọn đạo đức mà đã đối mặt với Ngài trên con đường mà bạn đã lựa chọn và sẽ được ghi lại tất cả. Bạn sẽ gặt lấy điều mà bạn gieo. Vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Hãy chắc chắn rằng tội lỗi của bạn. Tôi đã đọc câu chuyện về một số cậu bé ở Rockalo, nơi mà chúng tôi đã suy nghĩ rằng nơi trồng ra những quả dưa hấu ngon nhất, nhưng mà thực tế có một nơi mà mọi người gọi đó là thủ phủ dưa hấu của thế giới. Đó là một thị trấn rất là nhỏ và bạn cũng có thể đi xuống bang Florida. Đây là nơi tuyệt vời. Ở đây có chiếc xúc xích dài nhất thế giới, vậy mọi cái bánh, tất cả mọi thứ đều lớn nhất thế giới. Câu chuyện về cậu bé để thì khác. Một ngày nọ, cha của cậu bé và bố cậu bé nhìn thấy con trai mình trong những dưa hấu và ông ấy nói, con trai đừng đụng vào những quả dưa hấu này, bố sẽ đi tới thị trấn. Vậy những người bố đi tới thị trấn và cậu con trai bắt đầu nhìn vào những quả dưa hấu. Cậu bé bắt đầu sờ vào chúng và cậu ấy tìm ra một quả dưa hấu mà cậu biết là đã chín. Vì vậy cậu bé đã hái trái dưa hấu mang vào khu rừng và cho một ít nước mát vào để cho quả dưa hấu mát một chút rồi cậu ấy đập ra. Cậu bé ăn quả dưa hấu đó. Quả dưa hấu rất là ngon. Nhưng cậu bé không biết phải làm gì. Vậy nên cậu đã đào một cái hố và chôn chúng xuống dưới đất, quên quả dưa đi. Khoảng 3 hay 4 tuần sau đó, bố cậu bé đang đi ngang qua chiếc hàng rào và khi nuôi một con bò và ông đã thấy ít mầm của cây dưa hấu mọc lên. Vậy là người bố đào đất lên chỗ mầm cây và phát hiện ra điều gì đã xảy ra. Và người bố đi tới nói chuyện với cậu con trai và ông ấy đã khiển trách người con trai. Vì người bố biết điều mà con trai của ông ấy đã làm. Tôi chắc rằng tội lỗi của bạn sẽ bị phơi bày, những chiếc mầm dưa hấu sẽ mọc lên. Tôi có nghe về chuyện về một người đàn ông đã ăn trộm một chiếc đồng hồ báo thức trong một cửa hàng. Và khi báo thức reo lên thì đúng lúc mà anh ấy đang trả tiền một món đồ khác cho nhân viên thu ngân. Tôi chắc chắn rằng tội lỗi của bạn sẽ bị phơi bày. Trong sách Gióp chương 4 nói những ai cày sự gian ác và gieo điều hung ác sẽ gặt lại lấy chính điều đó. Bạn sẽ gặt tất cả những điều bạn gieo, bạn sẽ gặt lại. Tôi đã đọc trên tạp chí Thời Đại bài đánh giá của cuốn sách có tựa đề Nối Sống. Và một số người nói là cả tuần sau khi mà họ tới nhà thờ cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho lối sống bất ổn đó thì điều gì đã xảy ra, hậu quả của tội lỗi sẽ bị phơi bày. Và bao nhiêu người trong chúng ta đi tới nhà thờ nhưng lại không thực sự biết về Chúa Giêsu. Tôi đã từng như vậy. Trước kia tôi là một trong những người theo trưởng lão và tôi đã làm báp tem, tôi xác nhận sự cứu rỗi trong nhà thờ và tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều tốt. Tôi nghĩ người mục sư ở nhà thờ hơi nhàm chán, tôi thực sự thích đến nhà thờ. Nhưng tôi luôn tới nhà thờ vì bố mẹ tôi bảo phải đi. Nếu bạn biết bố tôi, bạn biết bạn sẽ phải đi với ông ấy và ông ấy nói bạn phải đi. Nhưng tôi đã không thực sự có Chúa Giêsu ở trong lòng. Tôi không có chắc chắn, tôi không biết rằng nếu tôi chết thì tôi sẽ lên thiên đàng. Tôi không chắc chắn về điều đó. Tôi không chắc rằng tội lỗi của tôi sẽ được tha thứ. Một ngày nọ khi tham dự chương trình truyền giáo, tôi đã bước lên và xưng nhận Đấng Christ vào trái tim của tôi và tái cam kết cuộc đời mình cho Đấng Christ. Và tôi vẫn còn nhớ những điều mà tôi đã hứa trong đó khi tôi gặp họ trong thời gian tư vấn. Chúa ơi, con sẽ tái cam kết cuộc đời mình cho Ngài, con sẽ đầu phục Chúa. Con không chắc chắn con ở đâu, nhưng con muốn chắc chắn về sự cứu rỗi. Và quyết định đơn giản đó là thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi. Nhưng cuộc sống thì không phải luôn luôn như vậy. Trong sách Châm Ngôn chương 28 nói, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng mà ai xưng nó ra và nỉa vào đó thì sẽ được thương xót. Ngài sẵn lòng ban ân điển cho bạn. Ngài sẵn lòng tha thứ cho bạn nếu bạn sẵn lòng ăn năn tội lỗi của bạn và tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa. Bạn thấy đấy, Kinh Thánh nói rằng tội lỗi không thiên vị người nào. Trong sách Gia Cơ, mỗi người đều bị cám dỗ bởi tư dục của mình, rồi dục vọng sẽ kêu mang và sinh ra tội lỗi. Tội lỗi trưởng thành thì dẫn đến sự chết. Và sự chết ở đây không có nghĩa là chết tự nhiên, chết thể xác, nhưng bạn có thể đang chết ngay lúc này. Sự chết về thuộc linh của bạn, đó chính là do con người có thể tìm được
không tìm được sự bình an. Họ tìm kiếm những điều họ muốn trong ma túy. Bạn không thể tìm thấy sự bình an trong ma túy. Bạn không thể thấy sự bình an ở nơi hò hẹn, sự say xỉ. Và có một, nhưng có niềm vui sẽ sớm tiêu tan, niềm vui đó sẽ biến mất đi. Tôi có biết một vài giám mục một cách rất là đặc biệt, người đã bước lên sự nhận đức tin. Một người giám mục người của nhà thờ Anh giáo. Sau đó tôi đã gặp ông ấy một cách cá nhân và tôi đã nói: ông giám mục, tại sao ông lại bước lên sự nhận đức tin? Ông ấy nói: anh biết đấy, tôi đã học ở trường đại học nhiều và tôi đã từng học ở trường thần học, thêm một vài điều khác. Ông ấy nói: bây giờ tôi đã 50 tuổi và là một giám mục, nhưng tôi không chắc chắn về đức tin và tôi muốn chắc chắn được cứu rỗi qua Chúa Giêsu. Bạn có cảm thấy như vậy không? Bạn cần chắc chắn được cứu rỗi của bạn và Chúa Giêsu trước khi bạn rời khỏi đây. Có người đàn ông sống ở thành phố Toronto điều hành động. Ông ấy thực hiện những câu hỏi qua cuộc gọi với thiếu niên, và ông là một trong những người thần học Mỹ, và ông đã tham gia vào các cuộc hôn nhân ở bên ngoài với những sinh viên đại học so với thời điểm cách đó 10 năm. Và tại sao vậy? Bởi vì tôi tin rằng chúng ta đang có nhiều sự rắc rối về đạo đức trong gia đình. Tôi tin rằng nỗi sợ về những căn bệnh rất lớn, và tôi cũng tin rằng chúng ta đang ở giữa thời kỳ tỉnh thức thuộc linh và tôn giáo ở Mỹ. Bạn có thể không nghĩ về điều đó, nhưng những tiêu đề và những điều bạn đang đọc được, điều đó thể hiện qua sự quan tâm mới với tôn giáo ở đất nước của chúng ta. Cảm ơn Chúa về điều đó. Hy vọng rằng sự quan tâm này sẽ tiếp tục. Quy luật thứ tư, sự thấu hiểu, biết và điều bạn sẽ thấy đồng nghĩa với việc bạn nhận được trong Nơi Vi Ký 19:19 có nói rằng hạt giống tốt về lời Chúa sẽ được gieo, ma quỷ sẽ tới và gieo cái sự phá hoại. Chúa Giêsu nói con có thể gieo và ma quỷ sẽ đến để ăn cắp điều đó. Ma quỷ trong hàng ngàn năm đã đưa lời mời con người xuống địa ngục và cho tất cả những ai gieo tội lỗi về xác thịt. Trong những ai cho phép Satan gieo trong nước mắt thì sẽ nhận được sự đau khổ. Hãy đến với Chúa Giêsu ngay hôm nay, hãy dâng cuộc đời bạn cho Ngài. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu Christ đã chiến thắng Satan, địa ngục và tội lỗi. Và trong sách răng nhất, ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ. Sở dĩ con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để phá hủy công việc của ma quỷ, để chúng ta thực sự được sống theo ý muốn tốt lành của Chúa. Răng nhất đoạn 4:4 nói rằng vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đấng Christ đã đến để sống ở trong bạn và ban cho bạn quyền năng mới sống trong cuộc đời này. Ngài đã sản sinh ra bên trong bạn tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, sự thỏa mãn, sự thỏa lòng mà bạn chưa bao giờ biết trước kia. Chúa đặt bạn vào một con đường mới, và có hai con đường rộng dẫn đến sự tiêu diệt, còn đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời. Quy luật thứ 5, quy luật cuối cùng, bạn sẽ gieo gặt lấy nhiều hơn những gì. Ô-sơ đoạn 8:7 chép rằng vì chúng ta đã gieo gió thì gặp bão. Răng đoạn 3:36 nói rằng người gặt nhận tiền công. Nhà văn Charles Red đã từng viết hàng trăm năm trước: gieo một hành động bạn sẽ gặt một thói quen, gieo nhân cách bạn sẽ gặt một số phận. Nhà sử học vĩ đại Ruth Markow từng viết: khi về già bạn sẽ gặt kết quả. Khi một người dẫn một mục sư đi qua một trong những nhà tù ở phía đông, họ nhìn thấy một ông già đang ngồi khóc và họ hỏi người quản giáo: ông ấy đang làm gì? Người quản giáo trả lời: ông ấy đang gặt hậu quả những điều sai trái ông đã làm. Đó là nơi mà rất nhiều người trong chúng ta đi tới, nơi mà chúng ta sẽ gặt. Chúng ta sẽ gieo trong tất cả những tuần tháng năm mà chúng ta đã sống, và chúng ta phải chịu trách nhiệm về những điều đó. Lương tâm của chúng ta không còn luận tội chúng ta nữa, bởi vì Kinh Thánh dạy rằng bạn có thể tự làm lương tâm của bạn trai đã và lương tâm của bạn chết. Lương tâm cũng không còn một sự định hướng chính xác cho bạn nữa. Hãy đến với Chúa Giêsu Christ và Ngài sẽ phục hồi lương tâm của bạn. Bạn sẽ gặt lấy kết quả trong Chúa Giêsu ở trong nhiều năm, thậm chí trước khi bạn lên thiên đàng. Hiện tại một số người đã 65 tuổi, nhiều hơn tuổi thiếu niên ở Mỹ. Một số viện dưỡng lão trong cuộc khảo sát tạp chí và cho biết rằng có rất ít người già hạnh phúc.
trừ khi họ là những cô đốc nhân, trừ khi họ thực sự biết Chúa Giêsu Christ. Và tôi từng tới rất nhiều viện dưỡng lão để thăm một số người, và rất nhiều người như vậy ở Mỹ. Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn và đôi khi tôi rất vui khi tới đó. Tôi gặp được một số người tin Chúa thực sự và họ rất vui. Khi tôi gặp một số người không tin Chúa thì tôi thấy họ rất buồn bã. Khi Karl Marx về già, ông ấy cảm thấy vô cùng chán nản khi những bức thư của bác sĩ Sangwoodfest. Và trong thư, ông ấy thừa nhận rằng ông ấy rất là khổ sở, trải qua những khoảng khắc thời gian vô cùng cô đơn và tuyệt vọng. 100 triệu người đã chết mỗi năm, 270.000 người chết mỗi ngày, 10.000 người chết mỗi giờ và 180 người chết mỗi phút, 3 người chết mỗi giây. Bạn sẽ trở thành một trong những con số trong số liệu thống kê trên. Bạn đã sẵn sàng để đối diện với Chúa. Kinh Thánh chấp rằng bạn cần chuẩn bị. Chúa Giêsu nói, ai đã làm điều lành thì sống để lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét. Một nhà triết gia đã từng viết, người nào chỉ tập trung cho cuộc đời nhưng không quan tâm đến cuộc đời khác thì chỉ khôn ngoan một chốc lát nhưng mà ngu dại mãi mãi. Người nào gieo trong thánh linh thì sẽ gặt lấy sự vui mừng, và kiểu mùa gặt nào sẽ thuộc về bạn. Khi bạn già đi, bạn hãy lựa chọn chỉ có duy nhất một giải pháp là đến với Chúa Giêsu Christ. Ông Binin, tôi cần phải làm gì để đảm bảo có sự cứu rỗi chắc chắn? Rất nhiều người muốn sự chắc chắn nhưng họ không biết phải làm điều gì để có sự cứu rỗi. Đầu tiên, bạn phải ăn năn tội lỗi của mình. Ăn năn có nghĩa là quay đầu lại. Thay đổi nghĩa là thay đổi hướng đi của cuộc đời bạn, thay đổi tâm trí bạn, thay đổi tư duy của bạn về Chúa. Bạn thay đổi cách suy nghĩ về bản thân bạn và nhu cầu của bạn về Chúa. Và khi bạn về nhà, bạn sẵn sàng thay đổi cách đối xử với vợ con, chồng, bố mẹ hoặc con của bạn, hay người hàng xóm của bạn, hay những người bạn làm việc cùng. Bạn phải sẵn sàng cho sự thay đổi. Điều thứ hai, bạn đặt hoàn toàn sự tự tin chỉ ở trong đức tin của bạn vào Chúa Giêsu. Bạn không phụ thuộc vào bất cứ điều gì khác cho sự cứu rỗi tương lai, ngoại trừ sự phụ thuộc vào thập tự giá và sự sống lại của Đấng Christ. Vì nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà bạn được cứu. Từ ân điển có nghĩa là một ân huệ bạn không xứng đáng, một điều gì đó mà tôi không xứng đáng với thiên đàng. Tôi không xứng đáng. Tôi xứng đáng bị đứng trước tòa án phán xét của Chúa. Tôi xứng đáng bị địa ngục. Nhưng tôi đã đi tới thiên đàng và nhờ ân điển của Chúa. Bởi Đấng Christ là người đã chết trên thập tự giá và nói, Chúa ơi, sao Ngài rời bỏ con? Trong khoảng khắc đầy đau đớn đó, và có một ai trong chúng ta thấu hiểu được, Đức Chúa Cha đã đặt lên Chúa Giêsu tội lỗi của tất cả chúng ta. Chúa Giêsu đã trở thành một người gánh tội lỗi thay. Ngài chết cho chúng ta, sau đó Ngài bước vào trái tim của chúng ta và cho chúng ta năng quyền để làm những công việc tốt. Chúng ta sẽ bước ra ngoài để mang những gánh nặng cho những người cần giúp đỡ, cho những người nghèo ăn, giúp cho những người nghèo khổ. Đó chính là trách nhiệm của chúng ta, những người tin Chúa. Nhưng chúng ta không có sức mạnh để làm điều đó, để sống một đời chúng ta cần phải làm. Nhưng Chúa Giêsu Christ là Đấng đã ban cho bạn quyền năng đó. Ngài đã sống lại khỏi sự chết. Chúng ta sẽ gặp sự sống đời đời, sự tha thứ, bình an, niềm vui, tình yêu thương. Quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đến bên bạn, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta đã hát một bài hát lúc nãy, ân điển lạ lùng. Bạn có biết câu chuyện của bài hát đó không? Câu chuyện được viết bởi một người bán nô lệ, một người đàn ông tên là John Newton, và ông đã trở thành người buôn bán nô lệ ở Tây Phi. Một ngày nọ, John trở về nước Anh trên con tàu chở nô lệ. Họ đối xử với những người nô lệ rất tàn bạo và khủng khiếp. Con tàu gặp phải một cơn giông bão và John đã ngã sấp mặt xuống. Ông ấy nhớ lại một số câu kinh thánh mà mẹ ông đã dạy khi ông còn bé. Ông ấy đã tiếp nhận Đấng Christ và trái tim ông, và điều đó đã thay đổi. John đã trở lại nước Anh và trở thành một người bạn tuyệt vời của những người mà sau này sẽ lãnh đạo cuộc chiến chống lại chế độ nô lệ trong nghị viện Anh, và có thể giúp đỡ nhiều người khác bất kỳ hơn người nào, thúc đẩy người dân Anh hướng tới việc xóa bỏ chế độ nô lệ. Bản thân ông đã trở thành mục sư của một nhà thờ Anh giáo, và chính ông ấy đã viết rất nhiều bài thánh ca. Và đây chính là một trong những bài ân điển lạ lùng, âm thanh ngọt ngào làm sao tôi không xứng đáng với ân điển của Chúa. Và John Newton nói, tôi không xứng đáng. Và khi ông ấy già, ông ấy đã cố gắng đứng trước bục giảng ở tuổi 80.
Ông ấy đã nắm chặt vào bục giảng và nói: "Tôi không biết nhiều, nhưng tôi biết điều này. Tôi là một tội nhân tồi tệ, nhưng tôi đã có một đấng cứu rỗi vĩ đại. John Newton đã có sự sống cứu rỗi, và ông biết rằng ông đã được tha thứ mọi tội lỗi, mọi thất bại, mọi thứ tội lỗi đạo đức. Nhưng tối nay bạn muốn chắc chắn, tôi mời bạn làm một điều. Tôi đã mời hàng nghìn người ở châu Phi, hàng ngàn người ở châu Á và ở châu Âu, hàng ngàn người ở Mỹ, và tôi đã thấy hàng ngàn người làm điều này. Tôi sẽ mời bạn đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi của bạn, nơi bạn đang ngồi, đi đến đứng trước mặt bãi cỏ xinh đẹp này và đứng đó một hoặc hai phút trong im lặng. Hãy nói: Lạy Chúa, Ngài biết rằng con cần biết chắc sự, con biết tội lỗi của con và con muốn biết rằng con sẽ được cứu rỗi. Con muốn sự bình an siêu nhiên và sự thỏa lòng mà Đấng Christ sẽ làm cho con. Con muốn Đấng Christ, con muốn dâng đời sống của con cho Ngài mà nhận sự cứu rỗi của Chúa, hoặc để hiểu về ý nghĩa của phép bắp tẹp. Bất cứ lý do gì, bất cứ nhu cầu gì của bạn, tôi sẽ mời bạn đứng lên và đi tới, đứng trước bãi cỏ, và sau đó bạn đến. Tôi sẽ có một vài lời cầu nguyện, gửi cho bạn một vài câu kinh thánh và giúp đỡ bạn. Nếu bạn đi cùng với những người bạn, họ sẽ đợi bạn. Bạn có thể rằng, bạn biết tại sao tôi mời bạn bước lên phía trước không? Bạn nói liệu chúng tôi có thể ngồi đây và đưa ra quyết định hay không? Tất cả những người Chúa Giêsu kêu gọi thì Ngài kêu gọi cách công khai. Bạn không thể tìm được bất cứ người nào trong cuốn kinh thánh này, người không xưng nhận Chúa Giêsu. Nếu ngươi không sẵn lòng, không thừa nhận, và có một điều rất là đặc biệt, tôi sẽ không mời bạn tham gia bất cứ gì. Tôi sẽ, bạn chỉ đơn giản, tôi mời bạn hãy mời Chúa Giêsu và phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Tôi sẽ yêu cầu mọi người rằng không một ai rời khỏi sân vận động này lúc này, trong thời khắc thiêng liêng này, và tất cả mọi người hãy hiệp ý, hãy đứng dậy. Bạn có thể là thành viên của nhà thờ, có thể là ở một sinh ra trong gia đình cơ đốc, và tôi sẽ mời bạn đứng dậy. Những người trẻ, người già, dù bạn là ai, chúng tôi sẽ chờ đợi bạn. Bạn theo đạo Công giáo hay đạo Tin lành, người Do Thái hay bất cứ ai, bạn bước tới đứng đây và thưa: Chúa Giêsu, con tin nhận Ngài và chắc chắn mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu. Và bạn có thể đang ở trong ca đoàn, hay bạn chỉ là một người đang lạc lối với Chúa và đang nói với tấm lòng của bạn. Bạn chỉ cần bước tới với Chúa và đứng ở đây phía trước những camera này. Bạn đứng quanh đây và tôi sẽ đợi các bạn. Hãy đi tới nhanh và dẫn ai đó đi tới cùng với bạn.